Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quý tử nhà Bàn Kiều đón tuổi 17, được bố tiết lộ có tính cách cực lạ. Quý tử nhà Bàn Kiều càng lớn càng điển trai, sống cực tình cảm. Trên trang cá nhân, Bàn Kiều đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc chúc mừng con trai sang tuổi 17. Anh viết: hôm nay 23 tháng 8 là chàng trai to cao đẹp trai Colin của cả nhà tròn 17 tuổi. Trong mấy anh em thì bố yên tâm nhất là Colin vì con võ nghệ cao cường và có độ quái nên ra đời không sợ bị bắt nạt. Không mong gì hơn là con luôn khỏe mạnh và bình an. Happy birthday Colin bằng anh. Bàn Kiều đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc chúc mừng con trai sang tuổi 17. Thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ, Colin nhà Bàn Kiều chuẩn soái ca. Giờ đây nhóc tì nhà nam ca sĩ đã ra dáng một thanh niên chững chạc, đầy trưởng thành. Phía dưới bài viết, khán giả gửi lời chúc tới con trai Bàn Kiều như: chúc mừng sinh nhật Colin, cao to nhất nhà là em. Chúc con luôn học giỏi và thành tài trong tương lai. Chúc con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ đạt được những thành công trong cuộc sống con chàng trai nhé. Chàng trai sống tình cảm, ấm áp, happy birthday con. Chúc Colin bằng anh luôn là bản sao thật đẹp và xuất sắc của bố. Quý tử nhà Bàn Kiều càng lớn càng điển trai, sống cực tình cảm. Mặc dù đã được ai nấy đi, khán giả dành nhiều lời khen ngợi với Trizy Phương Trinh bởi cách cư xử văn minh. Nữ ca sĩ khá thoải mái khi gặp lại chồng cũ và cực thân thiết với vợ mới của Bàn Kiều. Cô luôn tạo điều kiện cho các bé được vui chơi cùng nhau và không ngại nhắc đến chồng cũ trên mạng xã hội. Bàn Kiều cùng bốn quý tử. Các con của Bàn Kiều được bố mẹ lo lắng chu đáo, cách dạy con của Trizy Phương Trinh được nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ là một người mẹ, nữ ca sĩ còn coi các nhóc tì như những người thoải mái tâm sự mọi chuyện cùng nhau. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.